Trong những năm qua, cùng với tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo kiên quyết xử lý các sai phạm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư. Công ty cổ phần thương mại sản xuất vật liệu xây dựng Đại Hưng, trước đây là công ty cổ phần vật liệu xây dựng Văn Giang, có trụ sở chính ở thôn Đầu, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch ngói Tuy Nen tại khu đất có diện tích 50.743 m² trên địa bàn xã Phụng Công. Năm 2015, công ty Đại Hưng đã lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp nhận được điều chỉnh dự án từ nhà máy sản xuất gạch ngói Tuy Nen thành dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế, Saco Ban Garden, với mục tiêu xây dựng nhà ở. Đề xuất của công ty Đại Hưng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương trong các năm 2016, 2017 và 2018. Việc tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ra các thông báo đồng ý chủ trương cho phép công ty Đại Hưng điều chỉnh mục tiêu dự án từ sản xuất gạch Tuy Nen sang mục tiêu xây dựng nhà ở và điều chỉnh mở rộng diện tích thực hiện dự án là phù hợp, đảm bảo theo quy định. Tuy vậy, trong quá trình triển khai dự án, công ty Đại Hưng để xảy ra một số sai phạm gây bức xúc trong dư luận. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện dự án này. Kết luận của thanh tra tỉnh nêu rõ, dự án điều chỉnh của công ty Đại Hưng mới chỉ được đồng ý về mặt chủ trương. Công ty Đại Hưng còn tồn tại một số sai phạm về thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư theo quy định, chưa đăng ký biến động thay đổi tên pháp nhân, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, vi phạm pháp luật về đầu tư, vi phạm quy định pháp luật về xây dựng. Công ty Đại Hưng còn phải nộp vào ngân sách nhà nước về tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tại hội nghị công bố kết luận của thanh tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu công ty Đại Hưng nghiêm túc chấm dứt và khắc phục các sai phạm. Các sở ngành, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, thanh tra theo đúng nhiệm vụ chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng, chủ động ra soát, nghiên cứu các văn bản để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm việc triển khai xây dựng của công ty Đại Hưng đúng quy định của pháp luật. Ủy ban tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo công ty là nghiêm túc kiểm điểm và thực hiện nghiêm theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế và các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước mà kết luận thanh tra đã nêu, thực hiện đầy đủ các cái báo cáo về tình hình đầu tư cũng như là báo cáo giám sát đánh giá thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Từ dự án nhà máy sản xuất gạch ngói Tuy Nen đến nay là công ty chưa thực hiện việc báo cáo thực hiện dự án đầu tư cũng như là báo cáo giám sát đánh giá thực hiện dự án đầu tư. Hai là thực hiện nghiêm túc việc kê khai, quyết toán và nộp thuế theo đúng quy định pháp luật về thuế và luật quyết toán cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về đầu tư xây dựng đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh xây dựng của dự án khi chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, chủ động trong việc chấm dứt các hợp đồng hợp tác góp vốn của dự án cũng như hợp đồng mua bán mà đã ký với các khách hàng, chịu trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng trong các thực hiện giao dịch về bất động sản và không được để xảy ra phát sinh trong quá trình về đơn thư khiếu nại khi thực hiện các cái việc thanh lý hợp đồng. Sau khi đã có kết luận thanh tra như thế này thì công ty chúng tôi sẽ phối hợp tích cực với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý tất cả những cái vấn đề mà còn tồn đọng mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Chúng tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất thì chính quyền của tỉnh Hưng Yên sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp cho các cái trình tự thủ tục để doanh nghiệp có thể triển khai dự án sớm nhất để có thể đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai, kinh phí đào tạo lao động, ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp ở mức cao nhất theo quy định của chính phủ. Vì vậy, các doanh nghiệp thực hiện cam kết, chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt các vấn đề môi trường và các nghĩa vụ với tỉnh và người dân.